Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Tôi nói về cái thành phần như cái thằng Nguyễn Công Lượng đó, nó là một thằng hề với cái biệt danh là Nguyễn Râu. Cái thằng chó này á, các bạn không biết, các bạn gặp nó giả cái miệng đó, nó đi nó thừa hưởng được thành quả cách mạng, đất nước bình yên, nó sống ở trên một cái thủ đô Hà Nội mà các bạn thấy nó xuyên tạc, nó chống phá Việt Nam đủ kiểu mọi cách, nó cho rằng Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền mọi thứ hết, nhưng mà nó lại đi kêu gọi quy tụ những cái thành phần ca sĩ ở hải ngoại để đặng mà hát những bài hát kích động, gây sự chia rẽ, sự đoàn kết của dân tộc, các bạn thấy không? Mà trong khi đó nó đi khắp mọi nơi, nó hô hào, nó ăn, nó hưởng được bổng lộc mà người dân Hà Nội, người dân Việt Nam ủng hộ nó trong cái sự hài hước của nó. Các bạn thấy sự khốn nạn và bỉ ổi của thằng Nguyễn Râu không? Cái thằng chó này tôi nói các bạn biết, sao năm xưa B52 cũng để trong giỏ chết mẹ nó đi. Cái loại gọi là phản khúc, cái loại này tôi rất là bức xúc. Nó gọi là phản khúc, nó không có xứng đáng nhận được những cái thành quả mà nó đang sống ngày hôm nay. Nếu nó không thích Việt Nam thì nó hãy dùng những đồng tiền mà nó kiếm được bằng triệu đô la ở Việt Nam, nó rời khỏi Việt Nam, giống như thằng Đàm Vĩnh Hưng vậy đó, qua bên kia mua, rồi mua chuột tụi giống chống cộng ở hải ngoại, rồi mua nhà, sắm cửa qua bên đó, rồi chửi cộng sản đấy, rồi sẽ thấy giống như con mẹ nấm, con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, các bạn thấy không? Ở Việt Nam thì chống phá rồi đòi dân chủ này rồi nọ, mà trong khi đó con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó tới ban tác xịt Formosa nằm ngay tại tác xịt, vi phạm những cái sự độc hại chất thải, nó có dám lên tiếng không? Nó có dám chống Mỹ không? Nó có dám thể hiện cái gọi là dân chủ không? Các bạn thấy những cái thành phần dân chủ nó chỉ là xảo trá và bịp bợm. Ở Việt Nam các bạn thừa hưởng được cái quyền dân chủ rất là cao mà các bạn không nhìn thấy, bởi vì các bạn mù quáng nghe theo những cái sự vật chất của bọn chống cộng ở hải ngoại, cho nên tụi chống cộng ở hải ngoại nó rất là căm ghét tôi, cho nên nó tìm đủ mọi cách để nó hại tôi. Mà mấy chục năm nay các bạn biết nó hại tôi đủ kiểu đủ cách. Ngày xưa nó đòi giết tôi ở bên đảo, khi đến đó mà tôi quỳ lại nó không, các bạn biết nó đánh nó đập tụi nó rất là dã man. Lúc đó tôi chỉ là một người bé nhỏ thôi mà nó còn không tha. Các bạn thấy, bởi vì nó nói là ba tôi là cộng sản, nó lên tới cả cao ủy Liên Hiệp Quốc nó tố giác. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Tụi nó dã man, nó mang rợ vậy, nó bồi rợ. Các bạn nhìn thấy bọn Việt Tân cũng vậy, cái tổ chức của nó, các bạn thấy nó lên cả cái đài TPS của Mỹ, các bạn vào xem, nó gọi là The Terror of Little Sài Gòn đó. Cái khủng bố Lý Đồ Sài Gòn mà tụi nó giết người bịt miệng như thế nào. Nhưng bởi vì đây là nó nằm trong vấn đề của một cái số nhóm người dân tộc thiểu số, nhưng mà tụi này nó đụng vô lợi ích của nước Mỹ đi thì tụi FBI nó dí tới cùng, các bạn thấy không? Tại vì tụi mày giết tụi mày, nó chỉ đưa lên những thông tin vậy thôi. Cho nên các bạn hãy cẩn thận, đừng có nghe theo những cái sự bịp bợm của mấy cái đám dân chủ của trong nước. Cái thằng Vượng Râu nó là cái thằng chó đẻ mất dạy ô hợp, nó là cái thằng gọi là buôn chính trị nửa bùa. Nó có được những ngày hôm nay ở Việt Nam, nó đi diễn hề và nó sống, nó kiếm được đồng tiền, biết bao nhiêu xương máu của những người đã nằm xuống cho nó. Các bạn thấy nó xuyên tạc Việt Nam đủ kiểu đủ cách mà Việt Nam vẫn để cho nó sống ở trong nước và vẫn để cho nó mở ra những cái lời khốn nạn của nó để đặng mà xuyên tạc Việt Nam. Tôi ghét cái gì cũng vậy. Mình sống, mình phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, chứ không phải để xuyên tạc. Dân chủ nó không phải là xuyên tạc chống phá một cách vô cớ. Dân chủ là mình phải ý thức về trong xã hội, về trong cộng đồng, phải biết thượng tôn pháp luật, chứ không phải dân chủ là anh ra kia theo cái kiểu mà lũ chống cộng cực đoan ô hợp, cái đám gia nô ba họ lên trên mạng xuyên tạc đủ kiểu đủ cách và chống phá Việt Nam không từ mọi thủ đoạn nào. Các bạn thấy cái sự khốn nạn tụi nó là trong cái chỗ đó. Cho nên
tôi thề tôi còn hơi thở, tôi sẽ cố gắng truyền những thông điệp về với quê hương để mong rằng các bạn và tôi là những người biết yêu chuộng hòa bình, biết quý trọng cái nền độc lập và một cái đất nước hiện nay mình đang có, mình cần phải bảo vệ đấy. Không có một xã hội, một đất nước nào mà nó có nan đề cả. Nan đề ở Việt Nam đã và đang được khắc phục. Còn ở Mỹ, các bạn thấy nó có khắc phục không? Các bạn nhìn xem những cái cuộc đua chính trị của Mỹ hiện nay như thế nào, đời sống của người dân ra sao? Hãy nhìn thẳng vào đó, tụi nó đấu tranh cho ai? Cho những cái nhóm lợi ích của tụi nó. Đó, các bạn nên nhớ như vậy. Như cả một cái thằng mà ở tại tiểu bang Georgia gọi là Hồng Mark Kelly, các bạn biết thằng này nó có làm ăn với lại bên Trung Quốc, quyền lợi của nó, cho nên nó phải đấu tranh để đặng mà nó vào được cái ghế senator của nó. Bởi vì những cái nhóm lợi ích quyền lợi của nó buôn bán những cái công nghệ làm ăn với người Trung Quốc. Cho nên sự ảnh hưởng của nó sẽ làm cho nó trở thành những thành phần gọi là tài phiệt giàu có trong tương lai. Các bạn nên nhớ vì những cái nhóm lợi ích, những bộ chính trị gia của Mỹ, tụi nó đấu tranh cho cái quyền lợi của nó và nó sẽ trở thành những cái nhóm tài phiệt để nó chi phối chính trị và nó làm thủng đoạn những cái sự an ninh của những cái quốc gia khác. Tại vì nó sọ cái mỏ chó nó vào đây, nó quậy rồi vô đó nó kiếm ăn. Các bạn thấy tôi nói chứng minh cho bạn một điều nữa, Obama trước khi làm tổng thống, ông ta có những cái biệt thự, nhà cửa, cuộc sống xa hoa như hôm nay không? Làm tổng thống 2 nhiệm kỳ, ông ta bây giờ có bạc $100 triệu, sống sắm biệt thự, rồi cuộc sống xa hoa, đầy đủ, không thiếu gì hết. Và bây giờ vẫn còn tham vọng trên con đường chính trị, trong cái nhóm lợi ích của ông ta. Nó khủng khiếp lắm, tôi nói cho anh bạn. Và các bạn nhìn vào gia đình của ông Biden cũng vậy, các bạn nhìn vào đó. Con thì cha làm thầy thì con đốt sách thao túng cho con để đặng mà trong những cái quyền lợi về kinh tế dưới lại Trung Quốc để đặng trục lợi đấy. Còn những người mà người ta cất lên những cái tiếng nói chống lại cái sự bỉ ổi của cái chính trị gian manh của Mỹ, như tôi nói các bạn, như ông Trump thì nó bịt miệng ổng, nó lật đổ ổng. Các bạn thấy nó lật đổ ổng bằng những cái lá phiếu nó mua nhau và nó đẩy đưa cho ổng rớt, và nó không cho ổng nói trên Facebook, nó không cho ổng nói trên YouTube, nó không cho ổng nói trên Twitter. Các bạn thấy cái sự dân chủ của Mỹ nó chỉ là bịp. Một lần nữa mình lên đây mình không có đi tìm sự ủng hộ người này ủng hộ, tại vì mình đấu tranh rất là độc lập. Mình không hội nhóm, không có đi theo bất cứ một cá nhân nào cả. Mình chỉ đi theo Bác và Đảng. Và mình luôn khuyên quý các bạn sống thượng tôn pháp luật và thực thi pháp luật và đúng theo hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một lần nữa mình xin chào quý bạn và các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.